tại hội thảo, nhiều chuyên gia cho rằng nếu phát triển được thành phố không ngủ sẽ là cú hích kinh tế lớn, tạo động lực cho Phú Quốc phát triển mạnh mẽ, xứng tầm khu vực và quốc tế. Mô hình kinh tế đêm đã được phát triển hiệu quả tại nhiều nước trên thế giới và đem lại nguồn thu khổng lồ cho các nước này. Tại Phú Quốc, ngoài khu vực chợ đêm Dinh Cầu, Bạch Đằng, còn lại rất thiếu những sản phẩm bài bản phục vụ du khách ban đêm. Tiến sĩ Trần Đình Thiên cho rằng, nếu thực hiện ý tưởng kinh tế đêm, Phú Quốc sẽ thay đổi mạnh trong tương lai. Cách tiếp cận của Phú Quốc nên là đẳng cấp cả kinh tế ban ngày và ban đêm. Đây là yếu tố không thể không nghĩ tới khi quy hoạch phát triển Phú Quốc. Bà Nguyễn Ngọc Thúy Linh, Phó Giám đốc Thường trực Sun Property Group bày tỏ, phát triển kinh tế đêm ngoài sự chung tay từ chính quyền địa phương, cần có những nhà đầu tư chiến lược, trong đó có Sun Group. Bà cho biết, chiến lược 5 năm tiếp theo của Sun Group là đẩy mạnh phát triển kinh tế đêm cùng với sự phát triển của hệ sinh thái bền vững như bất động sản tại đây. Những khu đô thị, khu vui chơi, nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế sẽ thu hút lượng lớn khách du lịch với nhiều hoạt động đặc sắc, nhất là về đêm. Phú Quốc sẽ có show trình diễn 3D nhạc nước lớn nhất thế giới, sẽ có hệ thống F&B. Nam đảo sẽ không chỉ là điểm đến để tắm biển, mà sẽ còn là nơi nghỉ dưỡng, tận hưởng những thứ cao cấp nhất, đẳng cấp nhất.